Tôi không thoải mái. Em chị Nhan là đi tay ra về quê rồi à, đi gặp tình yêu, đi gọi con tim, đi con chim chán vậy lắm vậy chứ nữa con tim. Ôi trời ơi, cho em đi ngủ rồi cho khỏe. Chưa nắm biết. Mà đưa anh sang nhà hạ chơi em chơi mà. Bye bye. Tối sáng đi chơi tối là mù này bố ơi. Nghịt mũi hả em? Khóc nghịt mũi hả? Chị nãy giờ lấy chắc được phần 3 chị. Thật lòng mà nói. Không có được nửa đâu, chưa được đâu. Giờ góc môi nhiều đã có mụn hết, em mới đi sơ qua cho mày. Em chỉ ước ông chịu đau được là em lấy rất là nhanh luôn, đỡ. Lấy nhanh mà cho giờ còn lấy còn nâng niu vậy nè. Chiều mà làm khách cho làm cho ông đi chắc chết. May mà ông làm giờ sau cùng nhá. Giờ đó làm xỉu luôn. Chị hề chắc đợi. Dưới này chịu được đúng không em? Ông đau hai bên má thôi phải chị ạ? Dưới này thấy chịu giỏi này. Nhưng mà cái má chính vì ông chịu không được là ông bị rỗ đó chị. Không lấy không được là rỗ. Thì đó muộn mấy mập lắm mà không đi làm là không rỗ lấy sao nên rỗ. Dạ, tôi em hả? Ông còn nhỏ quá. Mà lớp 9 thì cũng 14 tuổi rồi, chị hề 15 tuổi rồi. Làm cái 31 cái rỗ cái đây hồi nó không chữa cho con. Rồi người yêu chê xấu. Nhanh ha. Khoảng nhanh đây. Qua ta. Em mà có thời gian ông đi chịu được là em cày ông tiếng rồi luôn á, em mới thiệt. 2 tiếng cũng được. Cày gần hết luôn. Tôi nhìn thấy thương quá mà. Nghiêng qua em, nghiêng mặt ra. Chịu khó nghe. Giờ về chỉ trông cho ông nghĩ đến khuôn mặt của ông sau này, ông cố gắng thôi.
Phương Ánh được sao giỏi hơn thôi. Em đi cắm trại mấy ngày chị? Mãi chủ nhật hả con? Mình đi thứ tư rồi, thứ sáu đi, thứ sáu qua đây lần nữa giám sát cũng. Em thấy đâu ảnh hưởng đâu, anh đỡ hơn là để đó chị. Thứ sáu cho em qua lần. Thứ sáu là cúng rằm, rằm cúng thường lâm. Cho em sang, chị chờ em sang sau xong rồi chị sang chị về, chị chờ em về hoặc là bắt trên đó em bắt Grab cho em về. Thì em bắt Grab cho cô về cũng được. Mẹ nhiều việc á. Nhiều việc mà nó đi miết hết chứ. Hồi mình bạn hiển kỳ hạn hả. Bữa trước thì bạn đi là chạy đi qua lần thứ hai, thứ ba rồi. Đúng rồi. Bạn hạ kho nữa. Thì hồi thứ đáng lẽ hồi thứ bảy đi mà chạy bây giờ tới thứ tư rồi. Wow. Đau một lần mới ít thôi, đau một lần. Đúng rồi. Thế là làm... Nhưng mà anh nghĩ coi bây giờ hắn không chịu đi, thà hắn chịu khó đi thì cứ ngày lên ít thì được. Thì phải đi chứ không đi thì cho thôi. Chứ bây giờ một tuần ông mới đi lần riêng mà những cái con mà giờ cần, em không lấy cần gì sao là viêm. Cần nhiều. Ừ. Tại vì đi dứt khoát không đi. Đúng tuần rồi. Hai lần. Ừ. Đi 3 ngày 2 ngày là được. Lặng đỡ lần lặng đỡ lần lặng đỡ đau. Ừ. Sao là toàn đi lên đỡ lặng đỡ đau. Chứ hồi nữa là mấy con đi đau khóc khóc thì chị em phải lấy này. Okay. Ừ. Đấy để cho mình viêm. Mấy con mụn mà có mũ lẫn viêm là nó dễ bị rỗ mặt. Thì nãy khách cắt răng rồi ta. Tình hình răng rồi mọi người. Gắt tay gắt chân răng rồi. Cắt xong về hết rồi. Không phải nãy đủ sáu không biết. Em nghĩ là chịu đau được nhưng mà kiểu đau không ré nữa thôi, đúng không chị? Nãy chị không chịu đau. Ừ. Nay đi chích kim mà chạy sợ chạy mà. Đúng rồi đó. Mấy ông Hiền hả? Ừ, thank you em. Ừ. Hôm nữa em chạy xe với đắp phần mạng đồ cho ông. Ông đang chịu khó lắm đẹp hay. Ừ. Làm cho ông là em đi đón nín thử luôn. Cười. Lo còn sợ nữa em. Ủa chị Uyên Mai chị về rồi. Ừ. Chị định ngày đi làm cho em mà bận quá. Làm chi đó không biết. Đội chân lông. Làm đội chân lông. Thời đi ai làm nữa. Xuống đây đi. Đói liệt rồi không? Sướng. Đói mèo. Hồi về ăn cơm. Chưa ăn ít nè. Trường có nửa bát cơm đói. Khi hút sữa xong nó quất hộp sữa rồi đó. Bị liền. Năm sáu bảy tám chín.
chứ mụn to đi anh ơi. Mấy phút rồi? Thả lỏng em nha, không có gì phải sợ nghe. Thôi được anh, em lấy cho thằng cu mấy con mụn viêm nó nghỉ chị nhá. Lấy mụn viêm cho em nghỉ nha.